Vâng, xin mời mình chào các quý anh em nhé. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một chiếc Zippo dòng phổ thông và chất liệu đồng anh em nhé. Cái này giá cũng hợp lý và âm thì hay, cũng khá là hay. Đấy, theo kinh nghiệm của mình là hay. Và cái hộp của sản phẩm thì như thế này anh em nhé, hết sức là quen thuộc rồi. Và sản phẩm hôm nay thì có chủ đề về đây, một con đại bàng hai đầu anh em nhé. Đây, một con đại bàng hai đầu. Nó như vậy và lấy cảm hứng từ một cái lá bài Aspic anh em nhé. Thì cái chủ đề này được khắc chìm rất là sâu vào nên là anh em yên tâm đi, là dùng không thể mòn được cái chủ đề này anh em nhé. Và chất liệu của sản phẩm thì là bằng đồng, nó có màu vàng nên là anh em dùng cũng không thể bay được cái lớp màu vàng này anh em nhé. Thì anh em dùng càng dùng thì nó càng ngã sang màu nước chè thì nó sẽ là càng rất là đẹp. Thế theo mình thì để như cái màu nguyên bản của nó, màu nước chè như thế là dùng chơi với là đúng kiểu anh em nhé. Còn nếu như anh em thích mà lúc nào cũng sáng bóng như thế này thì anh em chỉ có một cách duy nhất là mua cái hộp Metal Polish ấy, hoặc là hộp Cana thì anh em đánh bóng đi thì lúc nào nó cũng sáng bóng như thế này anh em nhé. Sản phẩm thì mặt trước nó được đánh bóng này. Cái dòng đồng bóng thì nó có vân tơ mèo như thế này là hết sức bình thường anh em nhé. Nó đặc tính của dòng sản phẩm, mình không thể thay đổi được cái đặc tính của vật lý của sản phẩm anh em nhé. Đấy. Chủ đề thì đây, mình zoom cho anh em xem. Chủ đề đây có khắc chìm làm cho nổi cái sản phẩm lên hình hai con đại bàng anh em nhé. Một con đại bàng, cho mình xin lỗi, một con đại bàng có hai cái đầu, ở bên trên có cái vương miện anh em nhé, đang dang đôi cánh, hai chân thì đang cầm một thanh kiếm. Đấy. Rất là sắc sảo. Bên dưới thì có chữ USA anh em nhé. Đấy. Cái này thì được lấy cảm hứng từ một lá bài Aspic. Đấy, nó như vậy. Nó như vậy anh em nhé. Còn về cái phần bản lề của sản phẩm thì nó được làm từ 5 chấu. Cái bản lề này thì chất liệu của nó là bằng niken nên là nó là cứng anh em nhé. Nó khá là cứng. Đấy. Tuy nhiên là anh em dùng vẫn phải là bảo quản tốt. Còn nếu như trong trường hợp hiếu nó bong cái mối hàn này thì anh em cứ liên hệ với shop shipman thì shop sẽ bảo hành miễn phí không mất tiền cho anh em. Còn cái trường hợp mà gãy cái bản lề này luôn ấy, gãy một trong năm chấu này thì anh em phải thay cái bản lề mới thôi. Thay cái bản lề mới thì anh em mua chỗ khác thì thay tầm 250.000 đấy. Tuy nhiên nếu những cái sản phẩm mà anh em mua bên shop shipman thì shop sẽ hỗ trợ thay cho anh em miễn phí công, thì chỉ anh em mua cái bản lề chỉ tầm 100.000 thôi, shop sẽ xử lý cho anh em. Đấy. Mặt sau nó như thế này, cạnh bên thì đây anh em nhé. Mặt sau thì nó trơn. Cái này thì có mộc đáy là mộc đáy lồi anh em nhé. Nó được sản xuất vào cuối năm 2022 đây. Đấy, còn hiện tại là năm 23 rồi. Cái chữ R thì rất là nhỏ và rõ ràng chi tiết anh em nhé. Thì không để cho anh em chờ đợi lâu nữa thì mình cũng sẽ bóc tem ra để mình test âm. Theo mình kinh nghiệm của mình phân phối thì những cái dòng mà dòng phổ thông như thế này thì âm cũng khá là hay đấy. Đấy. Và cái này thì âm thanh đây anh em nhé. Đây âm thanh đấy anh em ạ, âm khá là hay. Bánh xe thì bén rồi. Bên trong thì nó có màu vàng đặc trưng của đồng anh em nhé. Đôi khi ở bên trong những sản phẩm nó có lem lem đen đen ấy, là hết sức là bình thường. Tại vì đấy là đặc tính của đồng. Ruột và vỏ cây này thì sản xuất cùng năm 2022 anh em nhé. Đây. Cái chữ cái ABC thì thường là lệch nhau mấy tháng, không quan trọng. Nguyên nhân lệch thì mình cũng đã nói rất là nhiều anh em nhé. Anh em tự tìm hiểu tại sao. Anh em tự tìm hiểu thì anh em mới hiểu được cái bản chất kia. Còn mình nói là đôi khi là một số người là họ không không tin đâu, không tin cũng không nghe đâu. Đây, cái bánh xe nó thì cắt xéo sâu, bên trong nó thì như thế này. Khi mà châm xăng thì anh em châm vào đây. Như những cây này thì shop mình phân phối thì tầm khoảng cầm xăng tầm khoảng 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên là cái 10 ngày thì nó cũng cũng hiếm và mình cũng không khuyến khích anh em là cầm xăng cho nó đến 10 ngày anh em nhé. Cứ tầm khoảng 5 hôm là anh em châm xăng một lần là hợp lý nhất. Đấy. Và cái sản phẩm này thì shop sẽ bảo hành cái lưỡi gà này miễn phí không mất tiền anh em nhé. Không giới hạn số lần bảo hành nên là anh em yên tâm. Một chiếc Zippo tầm trung, giá thì shop phân phối cho anh em chơi nhé. Giá sale chỉ là 850.000 thôi. 850.000. Đấy, bảo hành trọn đời. Một chiếc Zippo âm cũng rất là hay. Anh em muốn lấy cây này thì nhanh tay alo cho shop nhé. Số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình đây. Cần thêm thông tin gì thì anh em cứ liên hệ website shipman.vn để anh em nhé. Vâng, kính chào tạm biệt.